Ta cùng nhau đến trận đấu tiếp theo thôi. Trận đấu thứ hai của series đấu thứ hai, tỷ số đang là 1-0. Babylon, Baby Roman à, vẫn cân. Vẫn cân thôi. Đấu C1 mình thua rồi anh ơi. Baby Roman với tỷ số nó lag Zoconta. Đây là bá quả đầu dành cho thủ về lớp. Bố đầu ổn đấy rồi. Chào anh Nghĩa Nguyễn nha, em đặt thứ ra anh ơi. PG bạn Ngọc anh trai họ Phạm nha bạn Ngọc. PG đại sứ thương hiệu của MU Season 2. Tôi ghi bên dưới phần comment cũng như là phần tập có thể tải game về để giao lưu với lớp anh em nhá. Ok anh chàng Nghĩa Nguyễn nha, Nghĩa Nguyễn nha. Anh Đạt. Đây là một voi à? Đây là sẽ là đôi voi đây. Lúc nãy thì mình có một trận Roman thắng Babylon của game thủ Gani. Bây giờ mình lại cầm Babylon, còn bên kia là Roman. Ok, chào anh Nghĩa Nguyễn nhá. Đây là đôi voi. Nó có quả luôn dành cho game thủ về lớp rồi. Bơ mát đây, Hoàng Đức ơi. Bơ mát. Rồi, quay đầu chút. Hơi xa nhưng mà không xa. Vẫn ăn được. Thêm một đồ nào, ớt hiêu đầu đâu nhỉ, tôi mới để ý. Không có hiêu đầu à? Quả bóng thứ hai lớp sẽ cầu về luôn. Bên kia thì Gandhi đang dò 13%. Chắc chắn thì sẽ tăng rồi. Tôi nghĩ là như vậy. Bây giờ mới chỉ là thứ 5 trong game rồi. Hay là chỗ này, hay là chấm đen này này. Chấm đen sát mép. Cái dốc này hơi vướng đúng rồi. Và đúng là bởi đầu đầu chấm đen. Chúng ta sẽ đá ra để có thể khai thác luôn chung với bầy hiêu. Đồ ăn nhìn chung nó đã đủ dành cho cầu thủ với lớp. Với hai voi, một bầy hiêu đầu và một bãi quả phụ. Quả đầu bảy. Được đấy chứ. Có thêm hiêu à? Bây giờ tôi mong có thêm voi kìa. Có thêm voi bây giờ sẽ là bình nhất. Em thì chưa anh trai họ Phạm mà. Bái quả phụ 6 cây luôn này, đẹp. Cái bài Roman như nào đây, bài mình đã ổn rồi đấy. Bắt đầu 7 quả phụ 6 rồi, coi là 7 hiêu cũng là 7 hiêu 6 con. 6 con 26 đồng dân lựa chọn của bài lớp. 8-26 và hiêu 5 là rất ổn rồi. Chúng ta sẽ là người đánh chém trong trận đấu này. 26 nông dân. BS này chúng ta ăn được vàng rồi. Đánh kiểu chém và chuyển cung đờ. Chính xác là lạc đà cái cung đờ. Nó đơn giản vậy thì nó dễ dàng quá anh chị họ Phạm.
nó lại không hề đơn giản. Thật ra em không ham hố lắm. Em nó không phải hệ đánh đồn có địch anh em ạ. Đó là 26 dần và kích ở đầu 11 dần đủ với lớp. Kích chặt gỗ. Ô Gani chưa thấy nhảy đời nè. À lớp Gani kẻ của năm đi. Kẻ của năm rồi. Ký hợp đồng rồi. Đấy, cái bé đã đi. Ui giời, ông Gani đang ăn bầy hiêu này. Bài này rất muộn của anh thủ Gani. Lớp đang đợi công nghệ vào để vào xiên. Đang đợi công nghệ cái đã. Đấy, con giò có luôn đấy. Dẻo miệng ạ, à, nhưng mà quan trọng thì cái dẻo cái một số chỗ nó phải dày. Phí ở cái túi nó phải dày. Thì bây giờ thời này làm gì có chuyện tán gái bằng miệng với bằng ngoại hình nữa đâu anh. Thôi tỷ số là 2-0. Cả nền đời rất muộn và ông ta chiến thắng trận đấu này. Thì chạy một vòng Gani quyết luôn. S2.vn, MU online cổ xưa, hiểu rất rõ người chơi cần gì, mong muốn gì ở game MU và hướng tới sự cân bằng số lượng giữa các chủng tộc trong game. Ban quản trị S2